Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Dạ, kính thưa quý vị, sau đây là chương trình đặc biệt liên quan tới tình trạng ở tại Việt Nam. Hiện nay, tính cho tới tối ngày 7 tháng 9 thì Bộ Y tế của Chính quyền Cộng sản Việt Nam cho biết qua cái con số thống kê của Bộ về tình hình đại dịch Covid-19 thì có 13.701 người đã chết vì đại dịch ở tại Việt Nam, với cái số ca tử vong trung bình là hơn 300 ngày mỗi ngày, và trong 10 ngày trở lại đây tổng số người Việt Nam thiệt mạng vì đại dịch sẽ bằng hay vượt qua cái số lượng người chết ở tại nước Hy Lạp. Và hiện tại số ca tử vong ở tại Hy Lạp là 13.933 trường hợp. Đó là theo dữ liệu của thống kê tổ chức WHO. Hy Lạp và Việt Nam hiện đang đứng đầu về vị trí có số người chết nhiều vì bệnh dịch, là Hy Lạp đứng 42 và Việt Nam đứng 63. Nước láng giềng Thái Lan hiện đứng thấp hơn Việt Nam một bậc ở vị trí 44 với cái số lượng người chết là 13.283. Điều đáng chú ý là trong khi trường hợp tử vong ở tại Việt Nam và Thái Lan sắp xỉ với nhau, nhưng mà số ca nhiễm ở tại Thái Lan thì cao hơn đôi chút, trên 1.3 triệu trường hợp lây nhiễm, so với ở Việt Nam hiện tại có khoảng hơn nửa triệu người bị dương tính. Như vậy là cái tỷ lệ người chết trên cái số người nhiễm ở Việt Nam là gần 2.5%, cao gấp 2.5 lần của 1% tại Thái Lan. Có nghĩa là Thái Lan họ bị lây nhiễm rất là nhiều, hơn gấp đôi cái số người lây nhiễm ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Nhưng mà cái tỷ lệ người chết ở Thái Lan thì chỉ có 1%, trong khi đó số người chết vì lây nhiễm Covid ở Việt Nam lên gần tới 2.5%. Điều đó cho thấy rõ điều là cái hệ thống y tế của Thái Lan nó rất hữu hiệu, khiến cho những người lây nhiễm đã được chữa trị. Đúng, và những người đi lấy và cái tỷ lệ mà chích ngừa vaccine cao hơn ở Việt Nam. Đáng lý là Việt Nam phải nhìn Mỹ, nhìn Thái Lan và nhìn Ấn Độ để biết rõ điều là những cái người nào là những người đáng chích cái thuốc ngừa Covid đầu tiên để mà làm cho nền kinh tế phát triển, chứ không phải là ví dụ về Hà Nội cái là 100 liều, 1 triệu liều hay là 500.000 liều là chích một cách đồng đều với tất cả mọi người, nhưng nó sai hoàn toàn. Ở bên Mỹ không phải vậy, các quốc gia khác không làm vậy. Người ta chỉ chích cho những người mà tuyến đầu, chẳng hạn như là những người bác sĩ và y tá, hoặc là những người mà chuyên chở hàng để đi nơi này nơi kia làm cho nền kinh tế phát triển. Bên Mỹ cũng vậy, chứ đâu có phải là về thành ra mấy ông lãnh đạo mà cái đầu óc mà không có thông minh ấy, thì tất nhiên là nó sẽ làm cho dân chết nhiều. Theo nguồn tin của thông tấn xã Reuters thì tính cho tới ngày 6 tháng 9, dân số Thái Lan có 70 triệu người thì đã được chích ngừa ít nhất là 36,6 triệu liều vaccine, và khoảng 15% dân số của nước này đã được chích ngừa đầy đủ, có nghĩa là được 2 mũi. Trong khi đó thì theo tài liệu của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết hồi 7 tháng 9, tổng số mà chích ngừa vaccine ở tại Việt Nam chỉ chưa tới 22.7 triệu, và cái số người mà được chích hoàn toàn 2 mũi thì chỉ mới có 3.4 triệu, có nghĩa là chưa tới 3.5% trong tổng số là 98 triệu người, thưa quý vị. Và đó là cái tình hình lây nhiễm ở tại Việt Nam cho thấy là không có ánh sáng ở dưới cuối đường hầm, trong khi mà tất cả những cái trường hợp dương tính ghi nhận càng ngày càng vẫn thường xuyên, khoảng từ 10.000 cho đến 17.000 ca trong 3 tuần trở lại đây. Chỉ có ngày 4 tây tháng 9 là cái số ca được tương đối thấp là 9.500,
Nhưng mà ngược lại thì ngày 7 tây tháng 9, có nghĩa là 3 ngày sau đó, trường hợp lây nhiễm ở tại Việt Nam lên tới 14.000 người. Và hôm 27 tây tháng 8 thì cái số lây nhiễm là được coi như là cao nhất, tới lên tới 17.000 người. Trong cái phiên họp của chính quyền Cộng sản Việt Nam hôm 6 tây tháng 9 thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Phạm Minh Chính đã nói rằng là đưa ra cái quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9. Nhưng ông không có cho biết là làm thế nào để mà có thể kiểm soát được dịch bệnh. Thưa anh, người ta nói là ở tại Việt Nam kể từ khi mà năm ngoái, sau khi mà cái trường hợp bị dịch bệnh COVID-19 cúm Vũ Hán đó, cái số lượng cái ca chết ở tại Việt Nam chỉ có 35%, thì các ông lãnh đạo Việt Nam ông bị cái bệnh là nổ, ông nào cũng nổ cho lớn hết. Ông lúc đó ông thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc thì nói rằng là ở Mỹ, các cái cột điện ở Mỹ cũng đi muốn đi Việt Nam để mà tránh đại dịch. Bây giờ thì các cột điện ở Việt Nam không được chích ngừa, tại vì không chịu chích ngừa thuốc của Trung Cộng, cho nên các cột điện ở Việt Nam cũng muốn đi qua Mỹ. Thưa quý vị, từ ngày đầu tới giờ này chúng ta không thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam bỏ tiền để mua vaccine, mà chúng ta chỉ thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhận được nước này cho, nước kia cho, có nghĩa là chỉ có đi xin thôi. Và đó là lý do mà tại sao mà là thuốc chủng ngừa Việt Nam có ít vậy, mà trong khi đó Việt Nam chỉ chịu mua cái thuốc chủng ngừa của Trung Cộng thôi. Bởi vì Việt Nam là một cái đuôi mà Trung Cộng bắt buộc nó phải sử dụng thuốc của mình, thành ra Việt Nam phải mua thuốc của Trung Cộng. Nhưng mà những thuốc chẳng hạn như của Âu Châu hay là của Mỹ đó, thì Việt Nam chỉ xin, chẳng hạn như thấy bà Camarez sang mà bà đang gặp cái khó khăn, gọi là cái chuyện gia đình nội bộ của Mỹ đang gặp khó khăn, mà bà ấy muốn tạo cái uy tín của mình một chút, thì bà hứa cho 1 triệu liều, thế là Việt Nam được hưởng thôi, chứ còn Việt Nam có mua đâu. Bây giờ nói đến cái vấn đề, thưa quý vị, ở tại Sài Gòn đó thì coi như là đã bị vỡ trận, đó là danh từ của mấy ông xài, tức là coi như là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ông tuyên bố là bây giờ dân chúng phải sống chung hòa bình với bệnh dịch, có nghĩa là ai bị lây nhiễm thì ráng chịu, mà ai chết vì bệnh dịch thì cũng ráng chịu, còn những người sống thì cứ việc sống bên cạnh chờ cho đến khi nào có thuốc chích. Đó là tình trạng hiện tại ở tại Việt Nam, được coi như là vỡ trận. Trong khi đó thì tại thủ đô Hà Nội, cái chuyện vỡ trận thì trước sau gì nó cũng tới, tại vì tất cả những người lãnh đạo Việt Nam không có một cái chính sách rõ ràng trong cái vấn đề mà phòng chống đại dịch. Một cái thành phố quan trọng là cái nồi cơm của mình mà còn để bê bối như vậy, thì huống chi là cái Thủ Đức thì chỉ bằng cái phao câu của con gà đẻ trứng vàng của thành phố Sài Gòn thôi. Thành phố Sài Gòn là con gà đẻ trứng vàng, thưa quý vị biết hồi xưa mình có cái, thì thành phố Hà Nội, nền kinh tế thành phố Hà Nội thì chỉ bằng cái phao câu của con gà thôi. Thì trong 3 ngày qua đó, nhiều người ở trong nước họ đã lên tiếng chỉ trích một cách nặng nề, than phiền những cái biện pháp ứng phó với đại dịch của chính quyền Hà Nội, khiến cho bí thư Hà Nội là đồng chí Đinh Tiến Dũng đã phải ngồi lắng nghe, vì ông này sợ không ngồi lâu thì cái ghế ông cũng sẽ phải bay đi, vì ông sẽ trở thành một cái con vật tế thần cho bộ chính trị ở đó. Theo các sự quan sát của các cái báo chí quốc tế, cái vấn đề mà nó tạo ra những cái sự khúc mắc và sự chỉ trích ở trong dư luận đó là vì cái quy định mới của chính quyền Cộng sản tại thủ đô Việt Nam, tức là chính quyền Cộng sản thành phố Hà Nội đó, về cái vấn đề cấp giấy đi đường được thông báo hôm 3 tháng 9. Thì các báo trong nước cho hay là tại nhiều phường xã Hà Nội, người dân đã quay cuồng hoặc là ngồi chờ đợi trong đêm để được công an cấp giấy. Những người chưa được cấp rơi vào trong tình trạng đứng ngồi không yên, doanh nghiệp thì than khổ sở và lo lắng. Về phía nhà chức trách thì các tờ báo đã phản ảnh cái việc cho thấy rằng những cái công việc mà cứu xét để mà cấp cái giấy đó, xong rồi sau đó cấp cái giấy đó
kế tiếp là kiểm soát cái giấy đi đường đó thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không có thể tưởng tượng, ngoài sức tưởng tượng. Mà quý vị nghe cộng sản thường hay nói là thưa quý vị có sự cố à, tức là những cái tờ giấy đó khẩn cấp thì có những người đã thực hiện một cách vội vàng cho nên khiến cho người dân họ không có thực hiện được, và nó tạo ra một cái tình trạng rất là thấp kém về phương diện công nghệ. Thứ nhất là hình ảnh trên tất cả báo chí cũng như mạng xã hội cho thấy dân cảnh, nghĩa là cảnh ùn ùn dân chúng đi ra đi xin giấy, nghĩa là nó làm cho đường số tắc nghẽn ở tại các cái điểm kiểm soát, là cái điều đó nó khiến cho cái vấn đề Covid nó lây lan. Và nhiều người đã nói rằng là đây là một cái hình thức lặp lại những cái sai lầm ở tại thành phố Sài Gòn cách đây 3 tháng, và nó chỉ tạo ra cái tình trạng lây nhiễm thêm thay vì nó vấn đề kiểm soát dịch thật. Vâng, chúng ta biết rằng trong cái khi mà đang gặp khó khăn thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt ra quá nhiều luật lệ và giấy tờ, càng nhiều luật lệ và giấy tờ bao nhiêu càng làm khổ cho người dân và càng làm cho những cái người mà có quyền hoặc là có liên quan tới việc có khả năng cấp giấy tờ người ta là một dịp để mà chúng ta gọi là tham nhũng. Chuyện đó bắt buộc nó phải xảy ra. Thế nhưng quý vị nào không ở trong nước mà ủng hộ chế độ thì quý vị chịu khó theo dõi, quý vị thấy rằng đó là một dịp để mà tham nhũng, chuyện đó hiển nhiên. Một cái mặt khác nữa thì cái chuyện quan trọng nhất ấy là làm sao mà tại sao người dân xin giấy tờ, người dân xin giấy tờ để đi làm và người ta xin giấy tờ để người ta có thể đi ra ngoài, người ta mua cái này cái kia. Tại sao mà nhà nước không thiết lập được một cái hệ thống mà có thể để cho người ta chuyên chở tới tận nhà cho người ta, mà tại sao lại không có chích ngừa cho những người tuyến đầu, là những người mà cộng sản gọi là shipper đó, là mang hàng từ nơi này nơi kia. Những người đó là những người mà tuyến đầu rất dễ lây, và chính đó là những người mà có khả năng để mang chuyển người dân ở nhà có thể chuyển đồ cho người ta. Và tại sao lại không có thể để cho những người bên hải ngoại này gửi hàng, gửi quà về một cách ào ạt, rồi những người shipper thì cứ việc mang về, thì có phải là nó đỡ cho cái chính quyền Cộng sản Việt Nam phải đi nghèo, phải xin nước ngoài đó, để xin cộng đồng mình ở ngoài này cũng được nhiều lắm chứ, phải không? Trong khi đó thì vào tối ngày thứ 9, chính quyền Hà Nội lại thông báo một cái việc nữa là sẽ tiến hành xét nghiệm, tức là testing nữa thưa quý vị, cho cái ống và cho cái cây ngoái lỗ tai vào trong cái lỗ mũi của dân, và nói rằng là tất cả 100% dân số của thành thủ đô Hà Nội là sẽ được xét nghiệm từ ngày 7 tới ngày 12 tháng 9, tức là kể từ hôm thứ ba cho đến gần như là một tuần lễ sau đó. Tuy nhiên thì tất cả những cái người trí thức cũng như là các cái chuyên viên ở trong ấy, người ta đã lên tiếng chỉ trích và nói rằng là thành phố, cái việc mà xét nghiệm toàn thành phố là một cái việc lãng phí vô vọng, cực kỳ tham vọng, không thể tưởng tượng được và sẽ không bao giờ làm được hết. Thì trong khi đó những người khác nói rằng là nếu mà dùng cái tiền đó để mà xét nghiệm 100% tất cả dân ở trong thành phố thì có thể dùng cái tiền đó, như anh Khiêm nói đó, sẽ mua được 6 triệu liều vaccine để mà chích cho dân, ít nhất là mỗi người được một liều. Thì đó là cái tình trạng hiện nay mà nó đã xảy ra tại Hà Nội. Vâng, mà theo chúng tôi được biết ấy, sở dĩ mà cái tiền xét nghiệm tốn kém là bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội muốn chiều theo Trung Quốc, thành ra những cái đồ xét nghiệm này, những cái thứ xét nghiệm này là hàng của tàu. Và vì vậy cho nên tại sao Cộng sản Việt Nam lại có thể nghĩa là sẵn sàng bỏ tiền ra mua thay vì mua vaccine? Thì chuyện này nó, chuyện mua vaccine là quá dễ, chứ không có khó khăn đâu. Thì có thể gửi người đi sang những các cái quốc gia khác để mà thu xếp và năn nỉ, cũng như là có thể even thuyết phục chính phủ họ cho phép những cái công ty dược phẩm của họ bán thuốc thêm cho Việt Nam. Thì như chúng ta cũng đã biết là Việt Nam đã được quốc tế ca ngợi về cái cách đối phó thành công với đại dịch trong hầu hết năm ngoái. Thì bây giờ cái giới truyền thông đó đã đánh giá Việt Nam
được coi như là thấp nhất trên thế giới về khả năng phục hồi từ Covid. Và thưa quý vị, đây là những cái danh từ không phải chúng tôi đặt ra, mà chính là những báo chí quốc tế gọi. Họ gọi thủ đô Hà Nội được xem như, hay là bị xem như là một nhà tù lộ thiên trong cái vấn đề chống dịch. Có nghĩa là trong khi mà cái làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất bùng phát ở tại Việt Nam hồi cuối tháng 4, quốc gia Đông Nam Á này vẫn còn được thế giới xem như là một mẫu mực trong cái việc khống chế đại dịch, với cái tỷ lệ nhiễm bệnh và số người chết rất thấp nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên thì cái số lượng trung bình hàng chục nghìn ca nhiễm bây giờ cũng như là hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, trong khi đó tỷ lệ chích ngừa thấp nhất trong khu vực. Việt Nam đã bị Nikkei Asia, có nghĩa là hãng truyền hình Nikkei của Nhật Bản, xếp hạng cuối cùng trên bảng COVID-19 mới nhất được lập ra mỗi tháng. Có nghĩa là nước Nhật đã sắp Việt Nam đứng hạng bét trong số 121 nước trên thế giới với tổng số điểm thấp nhất 25, gồm 3 chỉ số ghi nhận từ cái việc quản lý cái vấn đề lây nhiễm, triển khai thuốc chích ngừa và tính di động tính cho tới ngày 31 tháng 8. Trung Cộng được coi như là cái quốc gia có đánh giá có khả năng phục hồi tốt nhất thế giới khi đứng đầu bảng với tổng số 73 điểm. Và nằm trong những cái cuối bảng đó, thưa quý vị, là có Thái Lan, Myanmar, tức là Miến Điện, Philippines. Những cái quốc gia Đông Nam Á này cũng đang phải vật lộn với cái làn sóng lây nhiễm của cái con biến thể Delta. Tuy nhiên, Việt Nam bây giờ được coi như là hiện thân trong cái khu vực Đông Nam Á về việc tự mãn trong cái vấn đề đối phó với đại dịch, nhưng mà thật sự không có làm được cái gì hết. Và cái chương trình chích ngừa là coi như là nằm đó để chờ cho đến khi nào có thuốc thì mới được chích thôi. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng tôi trình bày như thế này, không phải là chỉ nằm trong lĩnh vực về con Covid hoặc là chết về cái con cúm này đâu, mà chúng tôi muốn nói trong tương lai đó, nó sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của Việt Nam vô cùng. Bởi vì những hãng đầu tư ngoại quốc đó, nó nhìn vào một đất nước mà nó có khả năng lây nhiễm nhiều, một đất nước mà không có hệ thống về y tế tốt đẹp, và một đất nước mà những người công nhân ấy lúc nào cũng bị đóng cửa hoặc là lúc nào cũng có thể là có bệnh, thành ra làm sao người ta đầu tư vào đất nước của mình được. Đó chính là lý do mà sau khi mà thế giới thoát được cái đại dịch này thì Việt Nam sẽ là một nước mà không có một nước nào trên thế giới muốn bỏ tiền đầu tư Việt Nam. Bởi vì bỏ tiền vào đầu tư, trong khi đó cái đại dịch nó vẫn tiếp tục, rồi những người làm việc bây giờ người ta nghỉ lâu rồi, người ta đâu có làm trong các hãng nữa, hãng nó sẽ chuyển sang tàu trong tương lai. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.